Khi mà mình có một cái chuyện mà không có vừa lòng vừa ý của mình là mình sanh khởi một cái thọ khó chịu, cái thọ khổ, rồi mình có nhiên lý tác ý. Mình nhiên lý tác ý thì cái thọ đó nó hết, nhưng mà rồi sau đó mỗi lần mình nhớ lại thì cái thọ đó là sanh khởi, Nó dịu lại thôi chứ nó không có phải là nó tăng, không phải biết một thọ. nó bớt. Thì sau đó mỗi lần mình nhớ lại câu chuyện đó thì cái thọ cũ đó của mình sanh khởi, Sinh khởi mà mức độ cũng giống vậy chứ không có giảm. không giảm ha. Cái đó là do cái như lý tác ý của mình đó chưa có sâu sắc và chưa có diệt tận được những cái thầm ý nằm ở trong cái cảm thọ đó. Chị có xem những cái thầm ý nằm trong cảm thọ đó không? Hay là chị tắt ý cái thọ thôi? Chị phát triển được những cái thẩm ý, nhưng mà có lẽ là nhiều quá, mình nhiều nhất là mình nào là tự ngã, nào là ích kỷ, nào là đố kỵ, hẹp hòi, mình lôi ra mình đọc hết chứ thực sự thì cũng không biết sân hận xấu xa bẩn thỉu hôi hám dơ dãi như Là mình dập đầu xuống nữa, phải dập đầu xuống sám hối nữa, dập đầu xuống quyết liệt. Nếu là một cái thọ, một cái thầm ý mà mình hoàn toàn muốn diệt nó đó, là mình phải mắng chửi nó thật là mạnh, những cái anh tự thật là mạnh trên cuộc đời này. Ngươi là cái thứ ác độc, ngươi là cái con rắn độc, cái con yêu quái, cái kẻ mà đã dìm ta ở trong cái biển sinh tử này bao nhiêu lâu rồi. Thật đau khổ thay cho ta, thật khốn nạn thay cho ta, khi ta còn phải thấy ngươi nằm trong cái thân tâm này. Bây giờ này ngươi còn đang định hại ta nữa hả? Hỡi con rắn độc này, ngươi định giết ta nữa hả? Ngươi định giết ta đến bao giờ nữa đây? Thì mình phải thắc ý. Định giết ta đến bao giờ nữa đây? Ta khổ như vậy chưa đủ không? Ngươi hành hạ ta trong dòng sinh tử này như vậy chưa đủ ư? Ngươi dẫn dắt ta, ngươi chi phối ta như vậy chưa đủ ư? Ngươi còn muốn dìm ta trong biển sinh tử này đến lúc nào nữa? Hỡi cái loài rắn độc khốn kiếp và khốn nạn này, đủ rồi, này cảm thọ, này con rắn độc. Này những cái cảm giác bất thiện, độc ác trong cái thân tâm này. Ngươi là cái kẻ ác nhất, độc nhất trên cuộc đời này. Đừng tiếp tục làm đảo hại ta nữa. Đừng tiếp tục tàn diệt ta nữa. Người hãy diệt đi, hãy tan đi, hãy biến đi. Diệt tận một cách hoàn toàn đi. Hãy thành mây, thành khói, thành hư không đi. Và đừng bao giờ cũng sanh khởi trở lại thân tâm này nữa. Thật khốn nạn thay cho ta khi còn phải thấy những cảm thọ, những tâm tư, những thầm ý độc ác như thế này ở trong thân tâm này. Khốn nạn thay cho ta, đau khổ thay cho ta, bất hạnh thay cho ta, là sự còn thấy những rác bẩn, những con rắn độc này trong thân tâm của mình. Hãy diệt vong đi và hãy tan biến đi, hãy tan biến đi, hỡi cái loài rắn độc này. Hãy diệt hẳn đi cái loài rắn độc này, cái loài độc ác này. Nó là ác ma, nó là tử thần, nó là khổ đau. Ta không còn muốn thấy người nữa. Hãy chết một cách hoàn toàn đi. Những cảm giác khốn nạn này,
cảm giác độc ác này. Khốn nạn có nghĩa là gì? Khốn đốn hoạn nạn. Những cảm giác ác độc, sân hận đó, nó đưa mình đến cái gì? Khốn đốn hoạn nạn. Thành ra sau này khi nói danh từ khốn nạn là chúng ta nhớ. Những cảm giác sân hận, tức giận, hiềm hận, thù hận trong lòng, đó là những cái cảm giác đưa mình đến gì? Khốn đốn hoạn nạn, tai ương ách nạn, khổ đau. Những sâu bọ trong cái nội tâm của mình, những bất thiện pháp trong thân tâm của chúng ta đó, là nhiều kinh khủng, là nhiều kinh khủng, là dày kinh khủng, là rắn rỏi, là cứng cỏi kinh khủng. Nếu mà nó ít ít á, mà chúng ta giải thoát từ lâu rồi, cũng còn ngồi đây đến ngày giờ này. Nếu mà những rác bẩn trong thân tâm này mà ít á, nhưng mà tâm này không cứng cỏi, không rắn rỏi, không cứng đầu, không khó dại, không khó bảo, bản ngã không có to, bất thiện không có nhiều, thì chúng ta đã được giải thoát từ lâu rồi. Không có cái gì mà nhấp nhúa, mà tanh hôi, mà bẩn thỉu, mà xảo trá, ngụy biện lừa lọc trên cuộc đời này bằng cái tâm uế nhiễm này, bằng cái tâm lậu hoặc này, bằng cái tâm bản ngã này. Có cái gì bằng này? Những rác bẩn trong nội tâm của mình vẫn còn rất là nhiều, rất là nhiều. Trong suy nghĩ, trong hành động, trong đời sống của mình. Nó lòi ra nhiều vậy lắm, khủng khiếp lắm. Nhờ cái sự tu tập cái tuệ về ngũ uẩn đó, mà càng ngày càng ngày càng ngày mình càng thấy rác bẩn trong mình ngày càng nhiều. Khốn nạn và khốn kiếp thai cho những cái rác bẩn này trong cái nội tâm này. Cho nên trong cái sự tu tập này, thưa với chúng ta là thiên nan vạn nan. Kính thưa cô, trong cái sự khi mà mình phân tích về ngũ uẩn á, về sự vận hành của ngũ uẩn, thì tất cả những cái cử động, những cái co tay, những cái chân của mình đều là sự vận hành của ngũ uẩn. Thì mình có nên cần thiết hay không khi mà mỗi cái cử động của mình phân tích? Nếu mà mỗi cái hoạt động á, mà mình có thể nhìn ra được những cái thọ, những cái dục nậm trọng, tưởng hành nậm trọng thì rất là tốt.
Chỉ sợ là mình nhìn không ra thôi. Còn ai nhìn ra được thì phải nhìn thôi. Tại vì Đức Phật dạy sau khi co tay giũ thai được tỉnh giác mà. Thì kính thưa cô, như vậy mình tỉnh giác là mình chỉ biết mình co thôi, chứ mình co ra hay là duỗi tay duỗi chân gì mình không có còn phân tích là thọ tưởng hành thức gì của mình hết hay sao, hay mình chỉ chánh niệm mình biết vậy thôi? Ví dụ như ở bước đầu tu tập thì mình cũng nên nhận diện ngũ uẩn, và khi nào mà mình thuần thục, mình quen rồi thì những cái hành động đó thì có thể là mình không phải cần nhận diện ngũ uẩn, nhưng mà mình luôn có cái sự rõ biết những cái hành động đó của mình. Và mình tất nhiên là ví dụ như thân như thế nào mình phải rõ biết, về cảm giác của mình đang như thế nào mình phải rõ biết, về tâm như thế nào mình phải rõ biết, về trạng thái thân tâm mình lúc đó là có truyền cái hay không truyền cái thì rõ biết. Còn về cái nhận diện ngũ uẩn thì có thể là khi đó mà khi mà mình tu tập thuần thục á, là mình sẽ thấy liền những cái sắc thọ tưởng hành thức ở đây như thế nào. Còn tại vì bước đầu thì mình đang tu tập pháp nó chưa có hiện rõ trong nội tâm thì mình phải nhận diện. Còn khi mình thuần thục rồi á, thì mình nhìn vào là mình thấy thôi, mình không còn phải phân tích nhiều. Mà nếu mà cô có thể thực tập trong cái sự quan sát mình mà là kiểm soát mình cách chặt chẽ thì rất tốt, rất rất tốt. Thì chính trong cái sự tu tập đó thì cô mới đi đến cái chỗ là phát giác, phát hiện được, bắt chợp được những cái thọ tưởng hành thức bất thiện ở trong mình. Đã bắt chợp được những cái thọ tưởng hành thức ở trong mình nó đang như thế nào. Rồi nhất là những cái thọ tưởng hình thức bất thiện đó, mình phải bắt được nó, phải nắm được nó. Tại khi nắm bắt nó rồi mình mới có thể như lý thức khi đó mình diệt tận, mình đào thải nó. Ví như trong nhà mình có rác mà mình không thấy rác thì làm sao mà mình có thể hốt được cái đống rác bẩn đó trong cái căn nhà nội tâm của mình. Thành ra nãy con nói cái danh từ thiên nan vạn nan ở đây là cái thiên nan vạn nan. Thứ nhất là cái khó khăn thứ nhất là khó khăn trong cái việc là tinh tế nhạy bén phát hiện ra những cái thọ tưởng hành, là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là đối diện với lại những cái thọ tưởng hành thuộc về tập khí, thuộc về tánh tình, thuộc về thói quen. Đối diện là những cái thọ tưởng hành mà nó hung hãn, nó lâu năm, nó lâu ngày, lâu tháng đó. Và những cái thọ tưởng hành mà nó có khả năng khống chế thân tâm mình, là cái sự đối diện với là những cái thọ tưởng hành đó là hết sức khó khăn. Và cái khó thứ ba nữa đó là cái sự tinh cần về như lý tác ý. Nếu mà không có cái sự tinh cần về như lý tác ý, không có siêng năng như lý tác ý và không khéo như lý tác ý, thì cái sự mà đào nhổ bới móc tận những cái gốc rễ của những cái rác bẩn lậu hoặc trong mình rất là khó khăn, rất là khó khăn. Mà những cái đó là những cái hết sức khó trong cái sự tu tập này. Khó thứ nhất là gì? Và nhắc lại, khó thứ nhất là gì? Là sự nhạy bén bắt chợp được những cái thọ tưởng hành thức bất thiện sanh khởi trong mình. Và khó thứ nhất. Tỉnh giác mà bắt chợp nó được chứ không có tỉnh giác mà thì đúng là phải có cái chánh niệm tỉnh giác ở trong đó. Phải có cái chánh niệm tỉnh giác ở trong đó. Nhưng nếu có cái sự là tu tập, cái sự chánh niệm, nhưng sự chánh niệm đó mà không đi theo đúng pháp Phật dạy đó, thì vẫn không có thể phát hiện và bắt chợp nó. Ví dụ như nói như tu tập những cái sự chánh niệm chỉ đơn thuần là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm,
chỉ đơn thuần trong cái phần niệm thân như vậy mà không có khéo hướng dẫn về nhận diện ngũ uẩn, không có tu tập nhận diện ngũ uẩn, không có quán niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp về ngũ uẩn đầy đủ, thì trong cái chánh niệm đó vẫn không sao bắt chợp được những cái thọ tưởng hành thức. Đối với một cái sự tu tập mà chánh niệm tỉnh giác á, mà không đúng pháp, không có đúng theo tinh thần tứ niệm xứ mà Đức Phật chỉ dạy, thì vẫn không sao bắt chợp được những cái thọ tưởng hành của mình. Và bây giờ đối với một cái người đang tu tập cái sự mà về nhận diện ngũ uẩn cũng vậy, cũng rất là khó bắt chợp những cái thọ tưởng hành của mình. Tại vì ví dụ như bây giờ mình đang tu tập cái kêu nhận diện ngũ uẩn, cái mình nhìn nhận diện lại ngon lắm, nói rành rành rõ ràng, không có sai sót gì. Nhưng mà đụng chuyện cái ngang cú điện thoại buông xuống cái là bực bội, khó chịu, sanh khởi. Cái khi đó là sao? Mình nghĩ về cái vấn đề đang làm cho mình bực, những cái cảm giác bực có đang sanh khởi như thế nào, lúc đó mình quên nhận diện. Nên mình thấy mình nghe cái gì đó bực bội, làm cho mình bực bội, bản ngã của mình sanh khởi trọng, hay là mình tức giận cho mình có nhận diện ngũ uẩn đâu, đúng không? Rồi cái khi nó sanh khởi cả bao nhiêu phút, cả tiếng đồng hồ hay cả ngày mình mới nhận diện. Nó đã sanh khởi, nó đã quần ở trong người mình rồi mình mới nhận diện. Rồi nhiều khi lúc mà mình đang thấy, đang nghe, mình im, nhưng mà sau đó về ngày hôm sau mình nhớ lại, mình bực bội mà mình có nhận diện đâu. Mà hôm nay tôi nói mình nghe cái mình cũng im lặng, mình nghe mà về cái mình nhớ lại, nghe mình sanh khởi lên, bực bội, tức giận, hiềm hận, rồi mình chìm ở trong đó mà mình có nhận diện đâu. Mình đâu có chịu nhận diện liên tục. Bình thường đây mình còn nhận diện, nhưng khi cái gì nó đụng đến cái bản ngã mình, cái xúc phạm mình, cái làm cho mình không hài lòng, lúc đó mình không có nhận diện nữa, mà mình chỉ thấy là mình đang bực thôi. Có kinh nghiệm gì là khi nào mà có cái gì nó không hài lòng á, là tự nhiên nó tự nhiên nó phát ra cái hành động, mình không có thời gian để mà kiểm đó. Nó là cái câu mà để nói cái khó thứ nhất là sao bắt chợp được những cái thọ tưởng hành bất thiện. Nó không phải ra tự nhiên, mà là nó ra trong vô minh, và nó ra vì cái bản ngã, nó ra vì cái sự chấp trước. Nó không có tự nhiên, mà bên trong cái nội tâm đó là một cái nội tâm có chấp trước, có chấp thủ, có bản ngã. Nó nhanh. Tất nhiên là cái độ sanh khởi của nó là nhanh khủng khiếp. Thành ra hồi nãy là mình mới nói cái vấn đề mà khó khăn thiên nan vạn nan của mình là bắt chợp được nó đó. Cái độ nhanh của nó đó, cái độ nhạy của nó, độ bén của nó đó. Mà chưa đâu, chưa đâu, sau khi nó sanh khởi như vậy rồi nó còn có thể lưu trú nửa tiếng, một ngày, một tuần. Chứ không phải nó là nó sanh khởi xong rồi sau đó còn hay nhìn lại được rồi diệt tận hoàn toàn, không phải đâu. Những cái tâm mà nặng nề, mà chấp thủ, mà bản ngã đó, thì đối với những cái việc mà không hài lòng mà bị đụng độ rồi, thì những cái chấp thủ và bản ngã đó nó sẽ diêm người này trong cái phiền não, trong cái những cái cảm thọ khổ. Không có dễ, hoàn toàn là không phải dễ. Cho nên cái khó thứ nhất nãy nói là gì? Thiên nan vạn nan, khó thứ nhất là gì? Sự bắt chợp những cái thọ tưởng hành bất thiện. Rồi tới cái khó thứ hai là gì? Đối trị với lại những cái thọ tưởng hành mà tập khí, tham sân si. Tập khí đây là gì? Bây giờ đó, cái chuyện đó, mình thấy, mình nghe, mình cho rằng là nó đụng vô cái bản ngã của mình, rồi mình sân hận, mình phiền não, cảm giác buồn trong người mình sanh khởi, cảm giác sân trong người mình sanh khởi rồi, cái cảm giác đó làm sao? Nó khống chế toàn bộ thân tâm.
Nó làm cho toàn bộ thân tâm của mình buồn, rười rượi, rã rời. Mình thấy mà mình không ra được. Thấy mà không ra được. Đó là đây là cho người có sự tu học à. Mà dù là có sự tu học nhưng mà trong những cái năm tháng đầu tu học là vẫn không dễ gì thoát ra khỏi được những cái cảm giác đó. Không dễ gì. Cho nên nãy nói cái khó thứ hai là gì? Đối trị, đối diện với lại những cái thọ tưởng hành thuộc về tập khí, thuộc về tham sân si, thuộc về bản ngã. Là thật sự hết sức khó khăn. Rồi cái khó thứ ba là gì? Là cái sự như lý tác ý, sự tinh cần, thiện xảo trong như lý tác ý để mà có thể đào thải những cái đó. Nhiều khi thấy nó vậy rồi mình tác ý sơ sơ, ý sơ sơ cái mình thấy nó im, hay mình tác ý một chút thấy nó không hết cũng để luôn, còn không tác ý sơ sơ cái thấy nó dịu lại, nó dịu lại mà nó không hoàn toàn hết. Chúng ta hiểu như lý tác ý là gì không? Là chúng ta đang dùng, gọi là dùng gì? Dùng cái gì? Cái cuốc hả? Cái xuống hả? Cái gì đó? Đi đào, bới, sẻn hay xuống? Không biết cái gì đó. Đấy đó, cái sẻn, cái xuống, cái xúc gì đó chúng ta đang bới những cái gốc rễ của tham, sân, si, bản, ngã lên. Chúng ta đang đào bới những cái phiền não lên. Mà chúng ta đào bới sơ 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 phía trên như vậy, rễ nó còn ở dưới. Thì cái sự như lý tác ý là cái sự đào bới ra khỏi nội tâm của mình những cái cặn bã, những cái rác bẩn. Mà cái sự như lý tác ý đó, thứ nhất là chúng ta không khéo. Thứ hai là chúng ta không siêng năng, không tinh cần, không nhiệt tình như lý tác ý. Tác ý sơ sài, tác ý nhẹ nhàng thì cái gốc rễ của cái phiền não đó nó còn ở trong nội tâm. Nó còn ở trong nội tâm. Nó chỉ bớt được một cái mớ ở phía bên trên thôi. Nhưng cái mớ nằm ở dưới đất nó vẫn còn. Rồi cho nên là sao? Lâu lâu cái sao? Cái rễ nó lên, nó đâm chồi. Rồi chúng ta lại xúc nó chút xíu. Rễ nó vẫn còn. Mới mốt nó lại lên. Thành ra là sau đó cái là những khi nào mà mình nhớ lại câu chuyện đó, mình lại tiếp tục buồn phiền não. Là như vậy đó. Cho con nói hết nha. Xin lỗi. Tại vì có nhiều khi có những cái vấn đề đó. Mà khi mà con chia sẻ đó, thì có thể là con đang muốn chia sẻ cho đến cái thâm sâu, cái tận cùng luôn. À, thành ra nhiều khi mà chúng ta cắt con lại thì cái vấn đề đó con chỉ mới chia sẻ khơi khơi phía trên thôi. À, chúng ta hiểu ha. Thành ra có những vấn đề mà con bị cục dữ lắm. À, chú nói đi. Dạ, tại vì nói về như đi thắc ý. Tức là mình phải tác ý đúng cái lý của nó, mà đúng cái lý đó là dựa trên cái gì? Theo tôi nghĩ thì chắc là phải dựa trên, quay trở về cái dựa trên các cái gì mà Đức Phật đã nói. Những cái Đức Phật nói, những cái căn bản nhất ấy. Theo là mình phải dựa. Theo thì mình mới nói là gì? Mới tác ý mới đúng được, thì mới tẩy được. Nên mới bẫy được, gọi là gì? Bẩy được cái rễ đó lên. Đúng như thế thì mới được. Chứ còn không phải dựa theo cái lý luận của riêng mình đó, thì mình vẫn còn nằm trong vô minh thì khó lắm. Thầy con đã chia sẻ với chúng ta cái bài như lý tác ý rồi. Thầy con cũng sẽ nhắc lại cho chúng ta hiểu. Như lý tác ý có nghĩa là đúng như chân lý về các pháp mà mình tác động tâm ý, thấy biết các pháp theo đúng như sự thật, theo đúng như chân lý của các pháp. Rõ không? Chúng ta rõ không?
Như lý tác ý là gì? Tác động tâm ý để thấy biết rõ các pháp theo đúng như chân lý, theo đúng như sự thật về các pháp. Hiểu chưa? Hiểu chữ như lý tác ý chưa? Và thế nào là chân lý, thế nào là sự thật của các pháp? Thế nào là chân lý, thế nào là sự thật của các pháp? Sự thật của các pháp là gì? Tất cả các pháp đang có mặt trong thân tâm này và trong cuộc sống này. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và tất cả những pháp này có chân lý gì, có sự thật gì? Tất cả các pháp này là duyên sanh. Và bản chất của nó là gì? Là vô thường, là rỗng không, là hoại diệt. Không có cái gì trong những pháp này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Và bản chất của tất cả các pháp này là rỗng không, duyên sanh, vô thường, tạm bợ, ngắn ngủi, mong manh, không có tự thể, không có tự ngã trống. Nếu mà ta tham đắm, tham ái, dính mắc, trói buộc nó với chúng, thì ta sẽ chuốc lấy phiền não và khổ đau. Đó là chân lý của các pháp đó. Đó là sự thật của các pháp đó. Và như lý thắc ý là chúng ta phải tác động tâm ý ở trong chúng ta đi đến cái chỗ là phải thấy, phải biết và luôn sống trong cái sự thấy biết về sự thật này, về chân lý của tất cả các pháp đang có mặt trong cái thế giới này. Khi chúng ta nhìn thấy cái sắc thân này thì chúng ta như lý thức ý như thế nào? Chúng ta thấy biết rằng sắc thân này là gì? Như lý tác ý mà chân lý của sắc thân này là gì? Sắc thân này là duyên sanh. Sự thật đầu tiên, sắc thân này là duyên sanh. Do duyên bốn loại thức ăn mà sắc thân này hình thành. Và vì sắc thân này là duyên sanh, được kết hợp bởi đất nước gió lửa, cho nên bản chất của nó là gì? Là rỗng không, là vô ngã. Không có cái gì là mình, là ta, là tôi trong này hết. Thế mà mình chấp thân này là ta, là tôi đó, thì bản ngã của mình sanh khởi, tăng trưởng, phát triển quảng đại.
Và đi trong đó là gì? Là tham ái, là dính mắc, là trói buộc. Và đi theo những tham ái, dính mắc, trói buộc này chính là gì? Là phiền não và khổ đau. Thì đó gọi là chúng ta như lý thắc ý mẹ thân đó. Khi mà ai nói đụng đến cái thân này, chúng ta không cần biết phải quấy, chúng ta không cần biết người kia nói về cái tâm như thế nào. Điều đầu tiên hết là chúng ta khởi lên bực bội, sân hận, tức tối rồi. Chúng ta chưa kịp nghĩ là cái lời nói đó là một cái tâm độc ác. Hay lời nói đó là một cái tâm muốn tốt cho chúng ta. Hay lời nói đó là một cái tâm sự mà muốn chúng ta hiểu và đừng làm cho họ đau khổ nữa. Thì chúng ta không suy nghĩ gì về những cái nguyên nhân đưa đến cái lời nói đó mà chúng ta lập tức khởi lên sân hận. Thì như vậy đó. Đến khi như vậy là mình phải như lý thắc ý. Thứ nhất là mình như lý thắc ý đối với lại cái sắc thân này. Là vì mình chấp đây là thân của mình, thân của tôi. Mà giờ người ta nói với cái thân này như vậy, tức là người ta nói với mình như vậy, nói với tôi như vậy. Như vậy cái nguyên nhân thứ nhất mà sanh ra đó, sân hận đó là gì? Tại vì cái chỗ chấp thân. Chấp thân. Chấp thân rồi thọ tưởng hành nó mới sanh khởi. Và trong thọ tưởng hành đó là gì? Là một cái chấp ngã. Một cái thân kiến nằm trong. Thành ra là cái mà đầu tiên là phải như lý tắc ý. Chính là phải tắc ý phá được cái chấp thân này là mình. Phá được cái cho rằng hình tướng này là mình. Anh ra trong cái nhiên lý thắc ý đầu tiên là phải thắc ý về cái thân kiến đó, mình chấp thân đó. Và kia sau kia mình giải giải tỏa cái thân kiến đó. Thì nếu mình thấy cái thọ nó còn, mình mới giải tỏa cái thọ. Mình thấy cái tưởng nó còn, mình mới giải tỏa cái tưởng. Bằng như lý thức ý hết. Cái hành nó còn, mình mới giải tỏa cái hành. Mà thường là nếu mà chúng ta đã khéo phá được cái thân kiến rồi, thì thọ nó sẽ giảm thiểu. Mà càng phá thân kiến càng mạnh thì thọ tưởng hành nó càng diệt. Cái tôi này, cái ta này của chúng ta nó ghê gớm lắm. Nó to dữ lắm, nó bự dữ lắm. Nó bằng ông trời. Đụng đến nó một cái thôi là nó lộ ra hình tướng của nó là sao? Là bằng ông trời. Trời đất này bự nhiêu là nó bự bằng mấy nhiêu. Chúng ta tin không? Tại sao mà nói là nó to bằng ông trời. To bằng trời đất này. Cái ngã mình. Thân kiến mình.
là khi mà có chuyện làm chúng ta không hài lòng, không vui, khi mà thấy chúng ta là bị đụng chạm rồi đó, thì khi đó nó là sao? Cái hình bóng của cái sự tức giận, hình bóng của cái sự sân hận, cảm giác bị xúc phạm, hình bóng của tự thân mình nó chiếm hết tâm trí mình rồi, phải không? Mà khi nó chiếm hết tâm trí mình, trời đất đâu còn lọt vô được nữa đâu. Chúng ta đâu còn được thấy không gian, thấy gì nữa đâu. Chỉ có thấy trong đầu mình là cái sự tức giận đó thôi, là một cái bản ngã bị xúc phạm thôi. Mình có thấy cái gì khác đâu. Cho nên vì vậy mà nói là cái bản ngã của mình là nó che hết trời đất. Không còn trời đất nào mà lọt vô được hết. Khi nào mà có trời đất nào mà lọt vô được là khi đó mình có cái trí tuệ, có cái sự thức tỉnh. Mình còn có cái lối thoát ra khỏi cái bản ngã đó. Mình còn có cái lối thoát ra khỏi cái sân hận đó, cái hơn thua đó. Nhưng trong khi mà mình tức giận, trong khi mà mình thấy là mình bị xúc phạm, bản ngã của mình đụng chạm, mà trong đó còn có trời đất chen vào, mình còn có lối thoát. Mà nếu mà khi đó không có trời đất nào mà chen vô được, nó che hết trời, che hết đất rồi. Thành ra nó khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Tu học mà hồi hộp, tu học mà ý y, tu học mà dễ thỏa mãn, tu học mà không chịu thực hành rồi cứ ngồi đó mà suy tưởng riết, chạy theo những cái suy nghĩ suy tưởng của mình. Mình không làm sao mà nhìn ra được mình hết. Cái độ vô minh trong chúng ta đó, cái độ mà si ám ở trong chúng ta đó, nó dần dữ dữ lắm. Chúng ta đã có thấy những ngày mà bầu trời mà đang tối không? Đây còn đỡ nè. Phải có những ngày bầu trời nó dần dũ, nó đen tối, khủng khiếp hơn nữa. Chúng ta đã từng thấy rồi phải không? Thì cái độ mà dần dũ, mà vô minh, mà si ám, mà tâm tối trong nội tâm của chúng ta đó, nó còn hơn cả những ngày mà dần dũ, mà đen tối trên cuộc đời này. Độ sâu, độ dày, độ đặc, độ quên của vô minh là khủng khiếp. Chúng ta nói trong vô minh, nghĩ trong vô minh, tưởng trong vô minh, làm trong vô minh, hành động trong vô minh,
vui buồn thương ghét trong vô minh. Vô minh phong tỏa, vô minh phong tỏa hoàn toàn tâm ý của chúng ta. Vô minh phong tỏa hoàn toàn thân tâm của chúng ta. Phong tỏa hoàn toàn cái bầu trời nội tâm của chúng ta. Chúng ta thử tưởng tượng coi. Thời mà Đức Phật còn tại thế đó, có những vị được tu học trực tiếp với Đức Phật mà vẫn không thấy được tự thân mình, vẫn ở trong vô minh, vẫn ở trong hôn mê, ở trong chấp trước. Ngay cả khi Đức Phật còn đang ở trên thế gian này, những người trực tiếp gặp Đức Phật vậy mà vẫn sống trong vô minh, sống trong hôn mê, sống trong bản ngã. Chúng ta thấy ghê gớm không? Ghê không? Đại Bà Đạt Đa là ai? Là người sống ngay trong thời của Đức Phật đó. Quy y mà dưới cái sự mà cho quy y của Đức Phật đó. Vậy mà sao? Tu học được không? Phá được vô minh không? Phá được bản ngã không? Phá được chấp trước không? Mà chẳng những không phải chỉ có Đề Bà Đạt Đa, mà ông còn lôi kéo được một số đông tỳ kheo đi theo ông. Chúng ta nghĩ coi, Phật còn tại thế đó, Phật trực tiếp thuyết pháp và thuyết giảng đó, vậy mà có những chúng sanh đó, với một cái tâm đó, mà vần vũ của vô minh, vần vũ của si ám, vần vũ của hôn mê, vần vũ của chấp chứng, một nội tâm đen tối, những cái tâm như vậy không thể tiếp nhận được giáo pháp này, không thể tu tập được cái thánh pháp này, dù là ở ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, dù là được trực tiếp nghe Đức Phật thuyết giảng đó. Đau đớn và đắng cay. Ta không phải nói là dễ tu. Cái tâm nhằn nhện này, cái tâm hôn ám này, cái tâm si mê này thật là hoàn toàn không phải dễ.
Và có một lần một nhóm tỳ kheo gây lộn với nhau. Mình Đức Phật lại, Đức Phật gặp hai bên để nói chuyện, để giảng dạy, để hòa giải. Vậy mà có người trong nhóm tỳ kheo đó dám đứng ra kêu Đức Phật là Thế Tôn ngồi im đó đi. Chuyện này để chúng con giải quyết. Chúng ta thấy chán chường không? Phải ngán ngẩm không? Cho những cái tâm mà cứng đầu. Cứng đầu. Gọi là cứng đầu, cứng cổ, khó giải, khó bảo. Những cái tâm mà bị sân hận, bản ngã và chấp phật, chấp thủ. Khống chế và chi phối một cách hoàn toàn. Và sau khi mà các vị nó nói như vậy rồi, Đức Phật bỏ đi. Không nói tiếng nào nữa, bỏ đi vô rồi. Không sống chung với ai nữa. Ngài đi sâu vào trong rừng, sống mình trống. Thì lúc mà Ngài đi vào trong cái rừng sâu này sống, thì Ngài cũng gặp một con voi đầu đàn. Nó cũng quá mệt mỏi đối với cái đàn voi của nó cũng bỏ vào rừng sâu nó sống vậy. Nó gặp Đức Phật ở trong đó, mỗi ngày nó lấy thức ăn về để cúng dường Phật. Mày có được những cái tháng ngày an lạc, không phải bận rộn, không phải mệt mỏi nói với lại đại chúng. Tu học vậy đó, trực tiếp đối với Đức Phật vậy đó, mà còn hung hăng vậy đó, còn hung hăng vậy đó, còn dữ dằn vậy đó, còn chẳng biết tôn trọng, kính trọng gì đó với Đức Phật hết. Thành ra là con mong là chúng ta cố gắng tập nhìn vào trong cái thọ tưởng hành thức của mình cho thật nhiều, thật sâu sắc. Để cố gắng tập nhìn vào nhận diện thân tâm mình, nhìn vào trong thọ tưởng hành thức đang hoạt động thế nào. Trong những cái thọ tưởng hành thức đó mới thấy mình chấp thủ đó với lại những cái sắc thân này như thế nào. Phải nhìn vào, phải ráng mà nhìn vào. Tu mà không có đưa mắt say mà nhìn vào mình, có nhìn ra phía ngoài không, không tu hành được cái gì. Toàn là làm theo những cái sai bảo của thọ tưởng hành thức không. Khi mà mình không có nhìn vào trong mà sắc thọ tưởng hành thức này,
thì mình là toàn là làm theo những cái thúc giục, những cái xúi giục, sắc thọ tưởng hành thức. Mình giống như người ở cho nó vậy đó, chứ mình phải làm chủ đó. Mình làm nô lệ cho ngũ uẩn chứ không phải mình làm chủ ngũ uẩn. Mà nó xúi mình làm gì mình làm đó, nó dục mình làm gì mình làm đó, thúc mình làm gì mình làm đó, nó thúc mình nói gì mình nói đó. Nó thúc mình cái gì, nó dục mình cái gì, nó xúi mình cái gì là mình làm theo nó cái đó không à. Mình không có tự chủ, mình không có độc lập, mình không có tự do, mình không có giải thoát được nó. Sắc thọ tưởng hành thức, muốn cái gì là mình làm theo cái đó, bắt cái gì là mình làm theo cái đó, xúi cái gì là mình làm theo cái đó, dục cái gì là mình làm theo cái đó. Mình là nô lệ, mình là tên nô lệ, mình là tên phục dịch, mình là tên hầu hạ. Mình là tên chẳng có tự do, chẳng có độc lập và chẳng có hạnh phúc. Tập đi, chúng ta ráng tập đi. Phải tập nhận diện thân tâm mình, tập nhận diện sắc thọ tưởng hình thức trong mình. Tập bắt chợp nó đi. Cái gì khởi lên là chợp, 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 chợp. Nắm đầu nó chứ không phải là để nó xuôi mình. Phải ráng mà nắm đầu được nó, chứ mà để nó nắm đầu mình không là chết. Nó xuôi mình không là chết. Nghĩ cái gì nói cái đó, tưởng cái gì nói cái đó, thọ cái gì nói cái đó, làm cái đó, hành cái đó. Thọ cái gì, tưởng cái gì, nghĩ cái gì là nói theo đó, làm theo đó, hành theo đó không à. Không có tự do, không có độc lập, không có trí tuệ, không có hạnh phúc, không có giải thoát đây. Phải cố gắng làm sao mà khi nó khởi nghĩ lên cái mình thấy, à tao thấy mày rồi, mày lại nghĩ nữa. Mày nghĩ nữa, tao chán mày quá rồi, mày nghĩ hoài. Rồi mày xúi tao nói cái gì nữa đây? Mày xúi tao làm gì nữa đây? Thọ khởi lên, rồi tao thấy mày rồi. Tao quải mày quá. Mày bắt tao nhúc nhích hả? Mày bắt tao dao động hả? Tao chán mày lắm rồi. Mình ngồi nhìn xuống như vậy là để mình nhìn chăm chăm vào thân tâm của mình. Nó khởi lên cái thọ gì, cái dục gì, thấy biết chợt. Sao? Thọ làm sao? Mày khó chịu hả? Ngồi vậy khó chịu hả? Cảm giác trong người khó chịu hả? Thọ khổ hả? Rồi sao? Có dục hả? Muốn dao động hả? Giờ muốn vậy nữa? Để cho ta ngồi yên chứ. Dục là dục, dục không phải là mình. Ta không có nhận ngươi là mình. Kệ ngươi đi, ngươi muốn kệ ngươi đi. Xích ra, để cho ta ngồi yên. Sao? Cởi gì? Nghĩ gì? Sao muốn phát biểu hả? Muốn nói hả? Định xuống ta nói cái gì nữa? Để ta ngồi nghe, mà cứ bắt ta nói hoài vậy. Thành ra mình ngồi đây là để cho mình thực tập. Thực tập. Thực tập nhận diện được thân tâm mình. Cái dục của người nó khởi, cái thọ trong người nó khởi, thấy thấy rồi, này không phải mình.
mà làm cho mình dao động, không phải mình. Không có theo nó, không có nghe lời nó. Mày muốn tao dao động mà tao sẽ ngồi yên cho mày chết cục. Nó không phải là mình. Mình dùng cái tuệ của mình đẩy nó ra và mình không làm theo nó. Rồi cái hành nó khởi. Dục khởi, dục khởi theo thọ hay là dục khởi theo trong hành. Xúi mình phải nói vậy, nói khác. Ý vậy, ý khác, phát biểu vậy, phát biểu khác. Tao thấy mày rồi, mày lại xúi tao nữa rồi. Làm sao mà chúng ta phải tin anh như vậy đó. Tin anh như vậy đó. Bắt chợp được. Tất cả những cái thọ tưởng hành dục ái trong người mình sanh khởi phát triển. Cái gì nó sanh khởi là mình làm theo cái đó. Tại vì sao? Tâm mình mê. Khi nó khởi mình không thấy nó. Mà lúc đó mình hòa nhập vào trong nó. Dục khởi thì làm theo dục. Hành khởi thì làm theo hành. Mình với nó là hòa nhập là một. Chứ mình không có đủ cái sự tỉnh táo để nhìn ra à, cái này là thọ dục. Nó không phải là mình tách mình ra khỏi nó. À, này là ý hành. Nó không phải là mình tách mình ra khỏi nó. Mình không làm theo nó. Chúng ta có tập là mình không làm theo những cái thọ. Thọ dục, thọ ái, rồi tưởng, rồi hành không? Có tập không? Không có hòa nhập mình vào trong những cái dục, cái ái, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức này. Không có hòa mình vào trong đó. Không có đồng hóa mình ở trong đó. Không có hòa nhập mình ở trong đó. Mà phải tách ra. Phải nhận diện rõ những cái gì nó đang nhúc nhích cục kịch ở trong thân tâm mình. Và tách nó ra khỏi thân tâm mình và không làm thấy nó. Vậy nó là mới đi đến cái chỗ là sao? Tự chủ, tự do, tự tại, độc lập. Còn nó khởi cái gì là mình sát nhập đó với đó, cái đó. Khởi cái gì mình sát nhập cái đó. Mình không còn tự chủ, không còn tự do, không còn độc lập nữa. Mình trở thành nô lệ. Nô lệ, nô lệ, phục dịch, phục dịch, phục dịch cho nó. Là phải nói là chúng ta ngoan khủng khiếp đối với lại những cái tâm cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó bảo. Chúng ta ngoan đối với nó dữ lắm. Chúng ta ngoan khủng khiếp đối với lại những cái dục, cái ái trong thân tâm của mình. Chúng ta ngoan khủng khiếp đối với lại những cái thọ tưởng hành ở trong mình. Kêu cái gì sai, cái gì báo, cái gì là chúng ta làm cái đó. Vợ nói không nghe, chồng nói không nghe, con nói không nghe, thầy nói không nghe, sư phụ nói không nghe, ai nói cũng nghe hết á. Mà chỉ nghe có mỗi một cái là nghe theo cái bản ngã. Nghe theo cái chấp thủ, nghe theo cái sự cứng đầu, cứng cổ, ương ngạnh, chống đối của mình. Nghe theo cái thọ tưởng hành thức. Ai dạy cũng được, ai bảo cũng được, ai nói cũng nghe. Chỉ nghe theo cái bản ngã này, con rắn độc này. Nghe theo cái tâm hôn mê, cái tâm vô minh này. Nghe theo cái tâm si ám này. Nghe theo cái sắc thọ tưởng hình thức đây mà thôi. Đối với lại cái bản ngã này, cái hôn mê này, cái chấp thủ này. Cái sắc thọ tưởng hình thức này. Chúng ta là những đứa con ngoan. Những đứa con hiền, những đứa con dễ thương, dễ dạy, dễ bảo, dễ nói. Đói với chúng.
chúng ta ngoan hiền dễ thương, nói với lại cái tâm cứng đầu cứng cổ này, ngoan hiền dễ thương đối với lại cái bản ngã này. Ngoan hiền dễ thương đối với lại cái ngũ uẩn này. Phải nói là chúng sanh là thuần ngoan, thuần hiền, thuần dễ dạy đối với lại ngũ uẩn, đối với lại dục ái, đối với lại vô minh. Chừng nào mà chúng ta thuần ngoan, thuần hiền, thuần thiện đối với lời dạy của Đức Phật, đối với lại chánh pháp, thì chúng ta mới thoát ra khỏi được sự kiềm chế, sự áp bức, sự khống chế của bản ngã, của vô minh, của ngũ uẩn.